Em tên là Nguyễn Thị Kim Xuyến, năm nay em 24 tuổi. Em quê ở bên ngoài Đồng Nai, hiện đang sống tại quận 7 và làm việc quận 7. Nghề nghiệp của em là trợ lý giám đốc tại một công ty may mặc. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn phòng kế bên cùng toàn thể quý vị khán giả cho có mặt trong trường quay hôm nay. Anh xin được giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Bình, năm nay 30 tuổi. Em tới từ Quảng Nam, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại em đang làm kinh doanh bất động sản. Rồi, bạn gái chia sẻ chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của bạn đi. Ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, cũng có tính tự lập, thích kinh doanh. Còn nhược điểm của em là nấu ăn không giỏi lắm. Nhưng mà những món mà em thích đó, thì em nấu được. Vậy được rồi, mình nấu món mình thích thôi. Tình trường thì sao, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình đó. Mối tình đầu tiên lúc em là sinh viên năm 2 thì chia tay vì em muốn được tự do, mà cái bạn đó thì hơi quản lý mình quá. Còn mối tình gần đây nhất là cách đây một năm, lý do là tại vì bạn ấy không có bỏ được thuốc, thì dù có thích bạn mấy nhưng mà lý trí cái hồi em thôi quyết định chia tay. Chết rồi, em hỏi bạn trai bên kia có hết thuốc không? Bạn trai bên kia có thói quen hút thuốc mà không biết hút thuốc luôn bạn ơi. Hay rồi, thế là được rồi, rồi. Còn bạn trai mình tình trường như thế nào? Em thì đã trải qua hai mối tình. Mối tình gần nhất thì là quen nhau cũng được 4 năm mấy 5 năm. Chia tay cách đây thì cũng 4 năm. Lý do chia tay thì lúc đó bạn nữ cũng 25, 26. Người bạn nữ muốn là tiến tới kết hôn. Nhưng thực ra thì lúc đó thì em cảm thấy là mình còn nhỏ và rất là ham chơi, nên là chưa có nghĩ tới mà kết hôn, biết kết hôn mình sẽ làm gì. Với lại trong lúc mà thời gian quen nhau thì cũng có một số vấn đề, nên là cả hai quyết định là dừng lại. Là 4 năm nay em không có quen ai hết? Dạ đúng rồi. Ở không mình vậy ha? Dạ đúng rồi. Em có ưu điểm gì? Em thuộc người rất là đơn giản, hiền lành, không có rượu bia, thuốc lá gì. Em có một cái đặc tính đó là nói chung mình tính toán khá là mau lẹ, và người thì rất là thực tế. Còn khuyết điểm gì không? Em thì không có cái tài lẻ nào hết, không có gọi là ga lăng hay là lãng mạn. Bạn gái, bạn có tài lẻ gì không vậy? Theo bạn bè em thì kêu là em hát cũng tạm tạm, nên chắc hôm nay em sẽ hát tặng chương trình một. Wow, hay quá. Em sẽ hát bài Ngại Ngùng một điệp khúc vậy ạ. Dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng qua môn đá hoa, dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường. Bao ngày ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu, sẽ nói được câu bấy lâu muốn nói cùng anh. Rồi ngày mai khi muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên, được nhìn anh đang ôm em tới bên anh để đón phút ban đầu. Nhưng ngày ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu, sẽ nói được câu bấy lâu muốn nói cùng anh. Wow, hay quá. Hãy qua coi thằng gái hát hay quá vậy. Dạ. Ôi trời ơi. Chào con gái. Dạ. Bên kia không biết hát gì trơn, về bổ sung được rồi. Dạ được. Em nghĩ gì về cái việc mà làm dâu? Dạ chắc là không vấn đề gì anh. Không vấn đề. Hiện đại rồi thì em cũng là một người dễ tính người với môi trường cuộc sống, nên em nghĩ là cái chuyện làm dâu không lo gì hết ha. Khi nào mới kết hôn được? Dạ em nghĩ là nếu như mà hợp với lại bạn trai bên này thì em nghĩ khoảng, nếu mà sớm là một năm, còn khoảng là hai năm thì mình tính hơn. Hai năm thì hơi lâu rồi. Dạ. Bên kia nó hơi lâu kìa. Cái muốn nhiều, bạn trai muốn nhiều. Nhanh gì? Dạ, 30, năm nay 30 rồi chị. Tại vì như thế này nè anh, em có một cái định hướng riêng, nó giống như là mục tiêu cho mình anh. Phải có một chút vốn gì đó, hoặc là mua được một mảnh đất. Có mua đất mới được quý đúng không? Dạ đấy là cái sở thích. Dạ em có sở thích là về đất hoặc là kinh doanh, nói chung là kinh doanh là em thích bất động sản. Dạ đúng rồi. Đừng có lo bạn trai. Dạ. Sao không lo trước miếng đất rồi cưới được không? Ok anh, được anh. Ok. Dạ. Được rồi ha. Dạ. Rồi nhớ nha, mua đất là cưới liền nha. Đúng rồi. Bạn gái được đấy. Nhưng mà bây giờ em muốn mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Có tính tự lập, chị chín chắn, biết quan tâm, đừng có trầm tính, vui vẻ và dễ hòa đồng. Mấy người làm bất động sản vui vẻ lắm em. Có mẫu người lý tưởng không? Đào hàng suốt luôn à. Về tính cách em nghĩ là em thích anh Công Vinh. Tại vì em coi cái chương trình đó, thì cái chia sẻ của anh em rất là thích cái người đàn ông mà dù người ta đi làm, dù người ta bận rộn, nhưng mà luôn luôn nghĩ về người phụ nữ.
mỗi buổi sáng em đều nhắn tin để chúc chị này một ngày tốt lành này này kia, thì em thấy là thích mẫu người, dạ, quan tâm lên dạ, lên người yêu đến vợ mình sáng không? Nhắn thì dạ, chắc cũng mới còn... thôi. Về ngoại hình, về ngoại hình thì em muốn một người mặt đầy đặn tròn tròn, nếu mà giống như em thì dễ thiện cảm, đừng có gầy quá hoặc mập quá, vừa người thôi. Dạ, đúng không? Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn trai ngoài cái chuyện hút thuốc, kiểu như gia trưởng hay là không có chứng kiến bản thân á? Vừa người, không mập, không ốm. Rất vừa luôn. Vừa. Có gia trưởng không? Không có chị. Đã chuẩn bị những gì rồi mà đòi lấy vợ liền? Nói chung thì giờ cưới vợ thì nếu như mà yêu cầu của bạn nữ có miếng đất thì có đất, là bạn nữ góp tiền để xây nhà thì ok. À, có đất rồi góp tiền xây nhà ha. Sống chung với ba mẹ hay là sống riêng? Sống riêng. À, có cái yêu cầu gì ở nhà gái nữa không? Yêu cầu thì ra đây không có yêu cầu gì, quan trọng là hai bên thấy hòa hợp, thấy thích nhau được. Nãy giờ bạn hình dung bạn nữ bên này là như thế nào? Nói chung là qua cách giới thiệu cũng như chị có nhận xét thì nghĩ là bạn nữ khá là dễ thương. Dễ thương. Có mẫu người nào mà em thần tượng không? Mẫu người em thần tượng thì đóng phim chung với anh đó là Đồng Tiền Sương Máu, lúc đó bắt đầu phim và chị Trương Ngọc Ánh. Dạ đúng rồi. Thần tượng Trương Ngọc Ánh. Nói chung thì cũng không thần tượng nhưng mà thích là mẫu người phụ nữ hiện đại á, nói chung tính cách năng động tí. Có lẽ là phù hợp đó. Bên kia múp míp hơn Trương Ngọc Ánh. Múp míp lắm, dễ thương lắm. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nha, hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi cùng anh Kế Nhữ và hai đứa bạn thân của em. Trước tiên là em xin chào anh Nguyễn Linh, rồi chào em. Chị Cát Tường và chào toàn thể quý khán giả có mặt ở khán phòng ngày hôm nay. Thì về bạn nam bên đây thì anh với lại các bạn ở đây là cùng quan sát và cùng thống nhất về cách nói chuyện đồ thì cũng rất là vui và rất là chân thành. Còn về ngoại hình thì cũng hợp với tiêu chí của em, chưa tính là về công việc đang làm cũng khá là phù hợp với lại cái mà em mong muốn. Thì anh với các bạn đây thống nhất là thấy bạn nam này rất là ok, rất là được. Rồi mà đi với em trai. À, hôm nay em đi tới có hai người bạn và một chị. Rồi ta gặp bên một trai không chị bạn à. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào tất cả các bạn khán giả ở trường quay hôm nay. Bạn lúc nãy có kể về cái mối tình đầu tiên bạn á, thì kiểm soát bạn quá đúng không? Thì riêng bạn mình á cực kỳ dễ tính, không biết đây là cái khuyết điểm hay là cái ưu điểm nữa, thì đó là nên bạn cân nhắc cái đó thôi. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ kéo màn cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo màn lên. Có quạt đâu. Qua nãy giờ thì anh thấy em nói chuyện như thế nào? Nói chung thì giới thiệu thì đấy, em cũng tính cách thì em cũng khá năng động, thích kinh doanh. Thì anh cũng thích những người có tính cách và mạnh mẽ như vậy, có thể là hỗ trợ anh trong công việc kinh doanh tương lai. Thật ra thì anh thường phải đánh giá của các bạn gái cũ thì người khá là vô tâm. Nên là không biết là có thể khắc phục được không. Trời ơi, phải khắc phục chứ. Cái hình ảnh mà người chồng tương lai của em á, nó như thế nào, có giống gì ta? đầu tiên là về ngoài hình có vẻ thân thiện hoặc là giống em một xíu thì em rất là có thiện cảm. Tại hai mối tình trước của em, hai bạn trai đó thì đều có nét giống em cả. Nên thường là em cũng sẽ từng ngày đầu tiên không à. Chứ còn không yêu qua, em không phải là người mưa dầm thấm lâu. Dạ. Hôm nay có thấy tiếng sát em tình rồi chưa? Cái này thì chắc xíu đó tôi biết được. À xíu nữa biết được. Cho em hỏi anh là anh có thích con mít không? Con mít thì tất nhiên là ai cũng thích rồi. Điều lãng mạn nhất mà anh từng làm cho bạn gái là gì? Thực ra thì anh là một người không có lãng mạn, nhưng mà có một cái kỷ niệm nói chung mình nghĩ rất là lãng mạn là bạn gái mối tình thứ hai nè. Cái đầu tôi nhắc tôi tình thứ hai. Kể câu chuyện nó được rồi. Nụ hôn với bạn gái đó là lần đầu tiên nụ hôn đó là trên cái vòng xoay thời gian là ở Đầm Sen á. Ngày lúc đó đang ở trên đỉnh. Là nghĩ khá là lãng mạn á. Không nhắc chuyện cũ. Chuyện cũ qua lâu rồi không sao đâu. Anh có thích đi du lịch nước ngoài không anh? Thật, du lịch nước ngoài thì quá thích đi chứ. Dạ. Tại vì em cũng sắp có một dự tính đi du lịch. Thôi đi Lào, Campuchia cũng được. Tuyên chuyến. Mình sẽ hò lần đầu tiên ở đâu? Một nơi nào lãng mạn, em thử tính đi em trai. Nơi đầu tiên thì các chương trình đã tạo điều kiện là có phòng vé xem phim thì khá là tốt.
Bạn phải tự nghĩ ra một cái điều nào đó thật lãng mạn. Qua đây cô gái này cũng rất thích lãng mạn. Nãy nó hỏi lãng mạn, nó kể chuyện cũ xong rồi về lấy giấy xem phim. Theo em, ngoài cái chuyện xem phim của chương trình ra, chúng ta làm cái gì để có một cuộc lãng mạn lần đầu tiên gặp mặt ở đâu nào? Thử xem. Nghĩ tới cái khung cảnh lãng mạn thì em cũng hơi khó nghĩ tới khung cảnh lãng mạn. Thử thử xem. Khung cảnh lãng mạn thì ví dụ như có thể là bạn nữ là có giới thiệu là ở Đồng Nai. Đồng Nai cũng không cách xa thành phố lắm. Thì ví dụ như một ngày đột xuất nào đó, theo tìm hiểu mình biết được bạn nữ đang ở nhà, thì mình có thể là chạy trực tiếp xuống đó, hàng bạn nữ đi chơi đâu đó ở tại Biên Hòa. Đó là lãng mạn đó hả? Cái đó mới gọi là có tâm có lòng thôi chứ chưa có lãng mạn. Thôi ghi nhận tấm lòng em ha, ta cũng chạy xuống Đồng Nai điều gì đó là ghi nhận. Cho em hỏi một câu hỏi nữa là, nếu như trường hợp mà ví dụ như anh cãi nhau với bạn gái á, thì anh sẽ giải thích hoặc là sẽ làm hòa luôn hay là đợi vài người nữa anh mới làm hòa? Thực ra anh thì người rất là ghét mà để mà cái giận hờn nó lâu quá, kéo dài lắm. Nên là anh là cái gì nó nhanh, tại vì để cái gì có công việc mà chưa giải quyết ấy, thì nó lằng nhằng, nó trong đầu nó lùng bùng lắm. Và rất là ghét cái sự lùng bùng đó, nên là anh sẽ chủ động làm hòa khá là nhanh. Bạn gái chưa có muốn kết hôn sớm đó. Về cái vấn đề kết hôn thật ra thì kinh nghiệm thôi, tại vì anh quen bạn gái cũ là 4 năm mấy 5 năm. Thực ra thì anh nghĩ là quen nhau tầm khoảng 6 tháng là kết hôn rồi, khá là đẹp. Không cần phải lâu dài, lúc đó mình đã tìm hiểu tương đối là cũng khá tốt về đối phương. Và đặc biệt anh thì có cái là chỉ hẹn hò bạn nữ khoảng 2-3 lần thì cũng phải là đoán được tới 80-90% được tính tình hay là cái vụ bạn đó. Trời, anh có một gợi ý nhỏ nhỏ. Bắt đầu từ bây giờ, nếu em có quen bạn gái rất là thì cảm thấy nhắc về những cái chuyện cũ nha. Okay. Rồi hãy để quá khứ ngủ yên. Bây giờ hãy nói một câu gì tận đáy lòng của mình, trái tim mình có rung động chưa, hãy nói cho bạn gái biết. Nói chung là thật ra thì anh thấy ấn tượng đầu tiên về em khá là tốt. Anh thì muốn phát triển cái mối quan hệ này, anh thì đã sẵn sàng, nên nghĩ là nhấn nút được rồi. Rồi thôi, đặt tay vào nút bấm nha. Bạn gái sẽ suy nghĩ tất cả điều đó, chúng ta không cần nói ra mà chúng ta thể hiện bằng nút bấm. Cảm giác trái tim mình rung động thật sự, cảm giác đối phương chính là một nửa yêu thương của mình, chúng ta hãy bấm nút. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với quyết định đó. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em lại không bấm? Thật sự là em chưa thấy rung động lắm, chưa thấy cái cảm xúc. Và em nghĩ là nếu như mà lỡ đồng ý mà không thật tâm mình lắm thì mất công là mất thời gian của hai người thôi. Nên là em nghĩ dù sao lên đây cũng có là một cái duyên, lên đây gặp được anh là em cũng rất là vui rồi, mà cùng cái ngành bất động sản là em cũng rất thích. Nhưng mà chắc là mình chỉ có duyên thôi, nhưng không có phận. Nên là coi nhiều bữa hôm nay là một cái buộc gặp gỡ vui vẻ. Bạn trai thấy thế nào? Nói chung thì ấn tượng đầu tiên thì về bạn nữ thì cũng ok, em cũng khá là quan trọng ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà có cái thì đối với em thì quan điểm tình yêu là nó là phải xuất phát từ hai phía. Đúng rồi. Nhưng anh với em gặp nhau đây cũng có cơ hội, thì bây giờ em chưa nhấn nút nhưng không biết sau đó thì như thế nào thì chúng ta đã để mất cơ hội. Có thể sau ngày hôm nay bạn sẽ rút ra rất nhiều cái kinh nghiệm khi mà nói chuyện bạn gái, chúng ta phải chuẩn bị những cái điều gì. Có thể một vài cái sơ suất không đáng có mà chúng ta đã mắc phải ha. Nhưng sao, hàng triệu khán giả truyền hình đang xem và biết bao nhiêu cô gái đang chờ đợi để nhấn nút cho chàng trai này, và biết bao nhiêu chàng trai cũng đang chờ đợi để bấm nút cho bạn gái bên kia. Đừng lo lắng điều đó, chúng ta đang sống rất thật với trái tim của mình. Rung động thì bấm, không rung động thì không bấm, không sao cả. Không bấm nút chưa hẳn là không tốt nha. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Dạ, em tên là Trần Quốc Toan, năm nay em 28 tuổi. Cái gì, Toan hả? Dạ. Toan, 28 tuổi. Dạ. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em là một kỹ sư hóa học và em đang làm việc tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Dạ, con xin chào chú Huy Linh ạ. Dạ, chào con. Dạ, và quý vị khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thị Hiểu My, năm nay là 27 tuổi và đang và làm việc và sinh sống ở Đồng Nai. Công việc nghề nghiệp của em là làm ở Ủy ban Nhân dân xã, phụ trách bên mảng xóa đói giảm nghèo ạ.
Mãi dạ. Mệt lắm đó nha. Dạ. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm chính của em là em rất là hiền lành, sống một cách chân thật, không có rượu bia, thuốc lá gì hết á. Và đặc biệt là em là một người đàn ông sống vì gia đình. Còn cái khuyết điểm chính của em thì em nghĩ là có thể là em hơi khó tính một chút xíu, bởi vì là em vốn là dân kỹ thuật, nên là đôi khi là một số chuyện đối với em là gần đúng thì có nghĩa là chưa đúng, mà gần được thì có nghĩa là chưa được, nên là đôi khi là có một số chuyện em hơi yêu cầu nó phải cao một chút xíu. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái? Dạ, điểm yếu của em thì nhiều mình nhiều lắm. Em hơi khó tính và khó chịu. Cái tính em là hơi nóng. Nhiều khi trong cuộc họp cô quen á thì là do là cuộc họp nào á bình thường á thì là mình thân thiết á mình sẽ xưng là chú cháu, còn mà cuộc họp nào mà dễ như căng thẳng á là sẽ xưng đồng chí và tôi liền. Em cũng cảm giác như em là hơi phần nóng tính, còn nữa là em là chắc tính này chắc không chàng trai nào thích đâu nhỉ. Em có hơi lười một tí về công việc nhà đó, là dạng như là em ngoài công việc ở xã là thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật em sẽ làm nhân viên cách ly ở sân bay Đồng Nai luôn ạ. Nhiều khi mà nhân viên là làm gì cũng dạ là dạng như là phục vụ người chơi bon thì ạ. Dạ là công việc đó hơi nhiều quá. Rồi. Về nhà là mệt hả? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi chị. Em đang sống với ai? Dạ em đang sống với gia đình nè, ba mẹ. À là có ba mẹ lo gì đúng không? Dạ. Mới mốt mà sống không có ba mẹ phải làm chứ giờ ai làm? Dạ chắc vậy chị, nhờ chồng làm phụ với chị. À, hai chồng cùng phụ nhau làm ha. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua một mối tình và đã chia tay cách đây cũng hơn 3 năm rồi. Mối tình nó kéo dài mấy năm? Dạ mối tình nó kéo dài khoảng 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ thì chắc có lẽ là do em, bởi vì là hồi đó là em cũng mới ra trường đi làm chưa có được bao lâu hết, nên là đôi khi là trong cái quan hệ với bạn gái hay là có những cái chuyện nó phát sinh á, mình giải quyết nó không có được khéo léo lắm, nên là dẫn đến là cái chuyện tình cảm của hai đứa là nó sẽ bị rạn nứt và dẫn đến là tụi em chia tay với nhau. Rồi bạn gái. Dạ theo em nghĩ là vậy, như mối tình không biết là thích có gọi là mối tình hay không à, chứ vậy như là tình heo á thì mình chạy nhưng mà tình chạy á thì mình lại theo. Vậy như là trước là em có một vấn đề như thế à. Vậy lần này là phải rút kinh nghiệm nha. Dạ đúng rồi, giờ thấy là được rồi, nắm bắt luôn chị, không bỏ qua cơ hội. Đúng dạ. Rồi cơ hội ông đến nhiều lần như vậy là cũng coi như là chưa có mối tình nào hết. Dạ, mới cái đó là dạng thêm một phía thôi. Dạ dạ. Vậy có biết hôn chưa? Chưa hôn lần nào luôn. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em thì muốn tìm một người bạn trai là cao 1m65 trở lên ạ. Và có thân hình là như là cảm giác là em con em đi, mặt thì dễ nhìn với lại phúc hậu ạ. Còn tính tình á thì em lại thích ảnh là có một tí tròn một tí. Dạ lúc nào là cần hoạt bát thì hoạt bát, lúc nào mà cần tĩnh lặng thì nên tĩnh lặng ạ. Em không thích ảnh người yêu của em là nhậu nhẹt ạ. Biết uống nhưng mà uống ở điểm nào đó dừng là thôi ạ, biết mình là cái sức của mình tới đó ạ. Với lại một phần là em không thích mùi thuốc lá, chắc còn nhiều lắm. Anh biết đủ mệt rồi. Hỏi ảnh thử coi anh có biết nhậu nhẹt thuốc lá không? Anh biết nhậu không hả? À không, anh không biết nhậu. Thuốc lá thì cũng từ nhỏ đến lớn là chưa hút điếu nào. Trời, em mừng quá. Mừng quá. Vậy là chụp liền nha em. Dạ. Rồi bên kia mẫu người lý tưởng của em là sao? Dạ mẫu người lý tưởng của em thì quan trọng nhất là tính tình hiền lành, biết sống vì mọi người, cũng là đối với trong gia đình thì phải hiếu thuận, biết kính trên nhường dưới, vui vẻ năng động, đừng có nhút nhát rụt rè quá, mình nó làm mình cho nên nó dở lắm. Bên đây không dám rụt rè nhút nhát đâu, người ta họp chi bộ một cái hay gì cái là đồng chí muốn gì dở hả? Đồng chí muốn lấy vợ chưa? Dạ rất muốn rồi chị. Đã chuẩn bị sẵn sàng gì chưa? Dạ mọi thứ thì đã sẵn sàng rồi, chỉ cần tới thời điểm thích hợp là mình cưới thôi. Mình có cần phải làm dâu không bạn? Quan điểm của em là ba mẹ đối xử với em mà yêu thương em như thế nào thì đối xử với lại vợ em cũng sẽ như vậy. Nên là sẽ không có cái quan niệm là lấy vợ về để làm dâu mà để làm con. Tốt. Kỹ sư đó. Lập luận vững chắc. Được. Nãy giờ em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Em nghe cái giọng nói của bạn thì em nghĩ là bạn là một người rất dễ thương và có chút thép trong đó nè. Bóc dáng. Bóc dáng thì chắc có lẽ là cũng slim đó. Như là thon thả. Thon thả. Kỹ sư mà hay quá, giống thầy bói gì. Rồi, đến qua coi đàn gái sao nha. Xóa đói giảm nghèo hả? Dạ, con chào chú Hương à. Dạ. Nãy con nói sao mà
vui vẻ kêu chú cháu rồi mà giận lên kêu đồng chí hả? Dạ vậy như trong cuộc họp căng thẳng quá mình bức xúc quá hả? Chú góp ý con. Dạ. Thay mặt chi bộ góp ý con. Dạ. Là đồng chí một từ hết sức thân thương. Dạ. Khi nằm vui vẻ mình cũng có thể kêu đồng chí. Dạ. Gọi nhau đồng còn đừng chí. Đừng có nói nóng giận mà kêu đồng chí ở đây là không được. Dạ. Con nghĩ sao nếu như mà chàng kỹ sư này cưới con xong về làm dâu luôn? Dạ, về vấn đề làm dâu thì con thì cũng làm dâu thì cũng được ạ. À. Nhưng mà con chỉ sợ về phía gia đình chồng thôi. Có đối xử với mình như thế nào em, con Phụng cũng hơi nhức nhối. Con làm ban số giống nghèo thì chú biết rằng là cái ban này rất là cực. Dạ. Mà sẵn sàng lao vào những nơi khó khăn nhất á. Dạ. Cái điều này rất là trân trọng cái ban số giống nghèo của con á. Dạ, ok à. Chú là gái rồi đó. Dạ. Hôm nay mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và chị với anh ạ. Rồi chào chị gặp mẹ em ha. Chào cô. Xin chào Quyền Linh với Cát Tường với lại bạn trai. Chào cô. Nói chung cái tính cách của My rất là tốt, rất là năng động trong công việc và rất là chịu khó. Nó làm nhiều việc quá, nhiều lúc tôi không cho nhưng mà nó cũng làm. Tôi nói bây giờ nhà có hai đứa con gái, điều kiện thì nó không có quà là quá đáng, nhưng mà tính ra thì hai đứa cũng không có cần phải làm nhiều. Công việc nó rất là năng động nhưng mà nó rất là khó trong cái chuyện tình cảm. Đặc biệt khó, cứ xuống nó quen người này quen người kia mà nó nói là không quen. Khi mà quen là phải tính tới hôn nhân, quen là phải nhắm đường, phải cưới gì mới quen. Còn quen mà để quen cho biết là không bao giờ nó quen, cho nên là chưa có mối tình nào hết. Khổ tâm quá cô. Khổ tâm thiệt sự luôn. Dạ, bây giờ cô thấy chàng trai bên kia, cô thấy sao cô? Thấy nói cho đúng thì cũng chắc được 8 điểm. Bây giờ cô nói một câu sao cô ra hạ cái lệnh cho sao cho con, cô mở lòng ra đi. Trời ơi, ở nhà nói gì nè. Nói mày lên, lên mà mày không bấm á, tao nhảy lên tao bấm thì mày đó. Hay quá, bây giờ mình gặp đàn trai đó. Dạ. Đi với ai em? Dạ em đi với bố mẹ của em ạ. Hay quá. Con chào mấy bé ạ. Chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Chào dạ, cháu. Con chào hai bé ạ. Thì tôi là ba của Phước Toan, ngồi kế bên đây là mẹ của nó. Thì nói đúng ra thì tâm lý của cha mẹ thì khi con lớn lên thì cũng muốn cho con nó đâu đó cho nó xong yên bề gia thất thì mình mới an tâm được. Thì bị gì cái tính chất cái công việc của nó đi làm rồi ngồi trong phòng rồi về, thành thử ra cái vấn đề giao lưu thì nó cũng hạn chế. Còn riêng về cháu My bên đây thì chú có đôi lời nhận xét là nhìn ngoại hình cháu thì cũng là một người hiền lành dễ thương. Đến đây thì mình đã có duyên với nhau rồi thì chú mong rằng là nên hai đứa cho nên cho nhau một cơ hội. Dạ. Đúng mà. Em cũng có món quà cho gửi anh ạ. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Dạ, anh cảm nhận em lần đầu tiên thế nào ạ? Đầu tiên thì nếu mà nói về cái nhìn đầu tiên thì anh thấy em rất dễ thương. Em cảm ơn ạ. Và nói chuyện thì rất là có duyên, theo đúng cái chất gọi là của cán bộ đó. Thế anh có một câu hỏi hỏi em là tất nhiên là em sẽ có mỗi người đàn ông lý tưởng của mình. Như vậy thì trong những cái phẩm chất mà của một người đàn ông lý tưởng của em á, thì em đánh giá phẩm chất nào là cao nhất và cần thiết đối với em? Dạ, em đánh giá bản chất cần nhất á là em thích là sự chung thủy. Dạ, còn anh là nếu mà theo thì bên phụ nữ thì anh sẽ thích người phụ nữ như thế nào? Thì anh cũng là một mẫu người đàn ông của gia đình nên anh cũng thích là người vợ của mình luôn, nên là một người phụ nữ của gia đình, tức là sáng về gia đình và biết chăm lo cho gia đình của mình, hiền lành, đối xử tốt với mọi người như là được thôi. Em thì đến em á thì là lúc lo lúc lắng, lúc thì hiền lắm, lúc thì em biết sao mà dữ lắm, thì anh không biết là có như vậy có được không? Có nghĩa là kiểu là lúc nhu lúc cương á hả? Dạ 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 đúng rồi. Thì dạ, lúc nào rồi. Mà em cương thì anh nhu, còn lúc nào mà em nhu thì anh cương. Vậy thì giống à. Thì vậy thì nó mới hợp với nhau được. Dạ. Bây giờ hai bạn á nhìn thẳng vào mắt nhau, tiến lên mình nắm tay nhau đi hai bạn. 30 giây thôi nha, nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận lại xem từ nãy giờ mình chia sẻ mình suy nghĩ như thế nào về đối phương, cảm xúc của mình như thế nào, rồi chúng ta quyết định mỗi người nói một câu rồi bấm nút. Nếu như em cảm thấy là mình có cái sự rung động thì anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Cô gái đã làm ở ban xóa đói giảm nghèo đúng không?
Hôm nay hy vọng em sẽ xóa ế và giảm cô đơn. Dạ. Được không? Dạ. Nhớ nha. Rồi, hết thời gian rồi hai bạn. Đặt tay vào nút bấm và chuẩn bị đưa ra cái sự lựa chọn của mình. Ít phút cũng đủ để các bạn trò chuyện và hiểu được nhau một phần nào. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đây là món quà đầu tiên, những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn đến đó để có một không gian thật là lãng mạn để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hãy xin phép bà mẹ của bạn gái và hôn bạn gái. Đây là nụ hôn đầu tiên nhé. Xin phép bác cho con được hôn mình. Đó, bác cười gật đầu rồi không? Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, em 24 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên khai phát cho một nhãn hàng giày của Pháp ạ. Rồi, bạn Ánh 24 tuổi ha. Mời bên trai bên kia giới thiệu. Xin chào Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Tâm, hiện đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À, Vũng Tàu luôn hả? Ủa sao Vũng Tàu họ không gặp nhau mà họ đến đây mới gặp nhau nhỉ? Vũng Tàu anh làm ở đâu anh? Dạ, Vũng Tàu anh làm ở huyện Xuyên Mộc em ạ. Ủa, Xuyên Mộc, anh có làm gần Bà Tô không? Bà Tô thì đó là gần nhà của anh ạ. Có chừng nhà em ở Hòa Bình anh có biết không? Cách Bà Tô 10 cây á. Rồi, Hòa Bình anh biết, anh cũng thường ở đó công tác. À dạ. Hỏi cô có bà con không? Vậy là biết luôn rồi ha. Dạ, địa giới hành chính khu đó thì em biết. Đúng rồi, làm tài nguyên môi trường mà. Dạ. Rành lắm. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em rất vui vẻ, hòa đồng. Nói chung em hay cười. Em thích nấu ăn và thích làm việc nhà. Còn điểm yếu thì chắc là lúc yêu thì em hơi nhõng nhẽo một tí. Anh kia, anh có thích phụ nữ, con gái, bạn gái của mình nhõng nhẽo một tí không? Dạ không sao chị ạ, lúc em nhẽo có thể là dễ thương hơn. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Dạ thưa là điểm mạnh của em là rất là tự tin khi mà báo cáo hoàn thiết trình trước đám đông. Có chí làm ăn, đam mê thể thao. Mặc dù người nhỏ nhỏ thế này nhưng mà em rất là thường xuyên chơi thể thao. Chắc khỏe đúng không? Dạ, chính xác. Rồi điểm yếu của em là gì? Tôi lúc cũng hay tự kỷ về công việc, công việc ít nói chuyện ai, tìm một nơi đó yên tĩnh mình suy nghĩ. Công việc em cũng áp lực đúng không? Dạ đúng ạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh thì em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình rồi. Lý do tại sao mình chia tay 2 mối tình đó? Mối tình đầu thì do cũng đam mê về công việc. Mới bắt đầu năm nhất đại học em đã làm thêm rồi. Về cái vị trí địa lý giữa em và bạn gái em hay xa. Mà em đam mê thể thao, em không lấy xe máy, em hoàn toàn em sử dụng sinh hoạt bằng xe đạp. Cho nó không thời gian quan tâm nhau nhiều đó anh. Thì chia tay. Mối tình thứ hai có thể là một phần nào em công việc em ít quan tâm. Một cái điểm khuyết điểm của em là ít quan tâm bạn gái nhiều, chỉ đam mê công việc thôi. Đó, nếu mình yêu một người đó mà mình không dành thời gian để quan tâm đến họ, đúng là cái đó là người ta gọi là tệ đấy. Bây giờ mình rút kinh nghiệm chưa bạn? Dạ đã, thì trải qua 2 mối tình em đã học được bài học rồi chị. Bây giờ mình phải quan tâm bạn gái nhiều hơn nha. Đặc biệt cô này là thích nhõng nhẽo, thích được người yêu chiều chuộng nữa nha. Dạ. Rồi, lý do tại sao mình phải cần tìm đến chương trình? Em cũng dễ thương, cũng năng động, vui vẻ, hay cười. Tại sao ấy? Dạ, tại lúc còn đi học thì em ham học. Mà lúc lên sinh viên thì em thích coi phim ngôn tình đó chị. Nên em gái của em kêu là xem phim ngôn tình riết là ế, mà ế thiệt. Rồi vậy hả? Ủa tại sao coi phim ngôn tình này lại ế? Chị chưa hiểu. Đó lúc trước mê soái ca quá, còn bây giờ là hết rồi. À, mình cứ đòi kiếm người giống như trong phim vậy nên ngoài đời không có đúng không? Em đi tìm soái ca hả? Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em trải qua một mối tình, chia tay cũng 3 năm rồi. Mối tình đó kéo dài bao lâu? Dạ, hơn 1 năm chứ. Lý do tại sao mình chia tay? Dạ, tại không hợp nhau với... Anh đó ham công việc nên ít quan tâm nên... Đó, thấy chưa? Giống cái anh mình bệnh quá. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Không cần đẹp đâu, chỉ cần dễ nhìn có duyên là được. Vui vẻ, hòa đồng, không gia trưởng. Hai chị em đi chơi. Đi xe đạp, được không? Được luôn anh. Được luôn.
có những điểm gì em không thích ở người bạn trai? Đừng có nóng tính quá. Lúc mà cãi nhau thì đừng có giằng co, tại vì em rất là dễ tính, chỉ cần giận nhau rồi qua một đêm là em quên à, em không có giận lâu. Cứ im im để đó, mai tính ha, được không? Chắc là vậy hả chị? Rồi. Với lại nịn em một xíu là em dễ mềm lòng lắm. À, chị thấy bên này cũng dễ lắm đó, không biết bạn trai sao, có tấn công nổi không chứ thấy dễ ẹt à. Mẫu người lý tưởng của em sao em trai? Tôi quan tâm cho gia đình, có trách nhiệm và biết nên là có cái sự tình yêu đối với xã hội. Ngoại hình như thế nào có? Ngoại hình thì các bạn thấy em dễ nhìn. Em nói dễ nhìn như thế nào? Cái câu này mới là khó nè. Ví dụ như là ngoại hình có thể chiều cao khoảng tầm 1m5, 1m6 cũng được. À. Da trắng hay da ngâm cũng được. Ừ. Ngắn hay tóc ngắn hay tóc dài đều được. Ví dụ cũng được hết. Dạ. Thích là vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ với công việc cũng như là áp lực của bạn trai. Dễ quá, nhưng mà giờ có cái điều nào phụ nữ em không thích không? Nãy giờ cái gì cũng được. Cầm ram. Thiếu quan tâm đến gia đình. Cầm ram. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ thế thôi chị. Dạ em chào chị. Cán bộ nhà nước nha, chững chạc đấy. Có thể hay nghiêm túc mà. Nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc đấy. Bây giờ nếu như mà được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thưa chị, nếu mà được thì chắc khoảng một năm. Sẵn sàng hết chưa? Chuẩn bị hết chưa? Tương đối được khoảng 80%. À, nhớ dành nhiều thời gian để đưa bạn gái đi chơi. Dạ. Chăm sóc bạn gái nhiều hơn. Lần này mình quen là mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Nhưng mà thấy tướng có vẻ hơi nhỏ con, hơi ốm yếu quá. Thấy ốm gì mà ốm yếu thôi chị. Chắc không? Dạ chắc ạ. Đâu hít đất thử chục cái coi thử. Ở đây. Dạ đúng rồi chứ đâu giờ. Mười mà bo thành 20 luôn ha. Trời ơi. Được. Bo thêm 10 cái nữa đó. Đàn trai thấy dữ chưa? Sức khỏe tốt, mọi thứ đã sẵn sàng. Nhỏ con nhưng mà nhỏ có vỏ. Để anh xem đàn gái thế nào nha. Ôi, chào em, quá chào xinh em. À, anh bên đây á, thật sự rất là chuẩn chạc. Ảnh cán bộ nhà nước mà. Bây giờ mình bàn cách làm đám cưới càng sớm càng tốt thôi ha. Dạ, chơi vậy đó, tại bà ngoại em cũng hối em có bạn trai quá. Bà ngoại hối hả? Dạ, bà ngoại em là người mong em có bạn trai nhất. Bà ngoại năm nay nhiêu tuổi? Dạ, 82 rồi chị. 82 rồi? Dạ. Lấy là đẻ, đẻ cho bà ngoại có cháu cố ha. Đúng rồi, phải đẻ liền đó nha, lấy liền, đẻ liền. Mấy đứa? Chắc một hai người gì thôi. Em thích con trai hay con gái? Dạ, con trai. Thích con trai hả? Bạn trai thích con trai hay con gái? Ờ, thưa anh thì quan điểm em con nào là em cũng thích, nhưng mà nội là mẹ em thì thích con gái hơn. À, nhà gì con trai quá rồi. Nhà em thì ba đứa con gái nên em thích con trai. À. Nhà anh thì là ba trai. Trời ơi, sao hai nhà nên này. Nên mẹ thích con gái. Đặng thôi à. Mình xin hai đứa đi, em một trai một gái cho đều. Dạ. Vậy cũng ổn rồi đó. Yên tâm, đàn trai là chuẩn luôn rồi đó. Chắc chuẩn chạc chịu được con nít của em. Chịu được, anh em chuẩn chạc lắm. Hả? Không có anh nút kinh nghiệm mới tình được cũ đấy. Rồi anh phải quan tâm tới bạn gái nhiều hơn chứ. Nãy giờ cái gì cũng được dân anh đây, chỉ có cái là thiếu quan tâm thôi, mà thời gian nó đã qua rồi. Bây giờ anh nghĩ rằng cần quan tâm phụ nữ hơn, bởi vì phụ nữ là những bông hoa xinh đẹp, mình phải quan tâm, phải chăm sóc ha, để làm cho bông hoa nó lung linh hơn nữa. Hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em đi với em gái em. Cho em gửi lời chào đến em Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường, chào em trai. Chào quý vị khán giả. Chị gái em thì khá là hiền. Ở nhà thì có ba chị em gái, không có con trai, nên phần lớn những cái việc trong gia đình thì chị em hầu như là rất là giỏi. Về phần em trai thì em thấy em rất là được ở gần nhà. Là em thích điều đó. À. Và em tin là bà ngoại em cũng sẽ thích em. À. Và còn một điều nữa, tất cả những cái nãy giờ em nói thì em rất là thích, nhưng mà còn một cái vấn đề em đang băn khoăn là em nói là em khá là ít quan tâm bạn gái, mà em lại không có thích điều đó lắm, vì chị gái em thì một người là khá là lãng mạn, là thích xem phim ngôn tình nữa, nên là em mong là em sẽ quan tâm chị em nhiều hơn một chút, và ít nhất một tuần phải đưa chị em đi chơi 2-3 lần. Gái thương chị gái dễ sợ ha.
Yên tâm, anh sẽ đưa xuống suối nước nóng tắm một ngày 4-5 lần luôn. Suối nước nóng Bình Châu hả? Dạ. Sao anh trai phải hứa với em gái cái cho em gái yên tâm chứ? Anh sẽ có hứa cố gắng đưa chị em một ngày đi chơi hai, một tuần đi chơi 2-3 lần. Mỗi ngày đi chơi 2-3 lần. Em sẽ kiểm tra nha. Cảm ơn ạ. Dạ, em làm giấy tờ sổ đỏ gì để anh lo. Rồi, bạn trai mình hôm nay mình đi với ai nè? Dạ thưa chị, hôm nay em đi với lại dì em, dì thứ ba. À, và một thứ người ba. Bạn rất là thân của em. Chào dì. Dạ. Chào anh Quỳnh Linh. Dạ, xin chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Bây giờ dì thấy vui không? Dạ. Vậy giờ thì dì thấy vui không? Vui. Chào hai cháu. Hôm nay thay mặt bố mẹ cháu không có đi được, tôi phải thay mặt mẹ nó, tôi đi cho cháu tôi. Dạ. Nói về vấn đề nhận xét bản tánh của cháu, của dì á, thì cháu yên tâm đi. Thấy còn trẻ thế còn già trước tuổi nữa. Vừa lo đi làm, vừa chịu khó bỏ tiền ra chăn nuôi nữa. Chịu khó làm chứ đi chơi thì ít, nhậu thì không có đâu. Cô thấy con dâu tương lai bệnh sao vậy? Dạ, cháu thì rất là đẹp xinh, đẹp người, đẹp nết. Ở gần tới lui nó cũng tiện nữa. Rước dâu cũng gần ha. Dạ. Dạ, trời. Dì chào cháu. Dì ở dưới kia lên luôn hay dì ở Sài Gòn? Dì ở thành phố, nhưng mà cũng thường xuyên đi về dưới mẹ cháu hoài à. Về dưới Bà Rịa, Bà Tô, quê gì ở Bà Rịa mà. Dạ. Như vậy là cơ bản là gì, cặp này là gì chấm hay gì ha? Dạ. Được hả gì? Được. Dạ. Rồi, gì đồng ý rồi đó. Thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai cháu gặp mặt đi. Kéo màn. Không gian này là của hai bạn. Mời. Tham gia chương trình anh có món quà nhỏ tặng em. Nó là một chiếc khăn. Thì cho anh xin phép anh cũng được tràn cho em. Dạ. Em cầm cho anh cái hộp. Như có hẹn trước hay sao ha? Ừ. Làm như hẹn đâu từ lúc nào vậy đó. Anh hy vọng thì chiếc khăn này nó sẽ mang lại hơi ấm cho em. Hạnh phúc em. Đẹp á. Hay đấy, cái màu khăn với màu áo giống nhau á. Rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện tình yêu nhé. Mời hai bạn cảm nhận về lần đầu tiên mở màn lên gặp nhau thấy như thế nào? Anh thấy con gái mập không? Đại hơn mập. Không, anh thấy em vừa người rồi, không có mập lắm. Qua giọng nói anh không nghĩ em xinh thế này. Nếu như mà được đến với nhau thì em thích sống ở đâu? Anh thích sống gần nhà hơn. Gần nhà, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Dạ. Anh thì hiện giờ đang mua được một miếng đất rồi, được chưa có tiền xây nhà thôi. Có để đi cưới có xây nhà. Anh nghĩ cũng như thế. Em cưới lại. Em suy nghĩ về gia đình như thế nào? Anh nghĩ gia đình thì cần sự vun đắp của cả hai người. Người phụ nữ phải biết chăm lo vun vén cho gia đình. Người đàn ông cũng phải thông cảm cho người vợ và giúp đỡ người vợ chứ không phải là để người vợ làm một mình. Cảm ơn em, anh cũng thích như thế. Dạ. Cuộc sống vợ chồng phải biết chia sẻ. Dạ. Tôn trọng yêu thương nhau và bà phải tin tưởng. Dạ đúng rồi. Thì nếu tin tưởng anh thì hãy cho anh một lần để tìm hiểu em. Dạ. Đặt tay lên nút bấm nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu kiểm tra lại nhịp tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Nào hãy nắm tay nhau. Cái khăn rất là đẹp. Hợp lý đấy. Lý. Lát nữa hai người sẽ cùng nhau đưa về Xuyên Mộc. Mình ở đâu Sơn? Dạ em đến từ Yên Bái ạ. Yên Bái. Vâng, em ở thành phố Hồ Chí Minh được 6 năm rồi ạ. À, rồi, mời bạn nữ em giới thiệu đi em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Em chào anh Quỳnh Linh, bạn nam bên đó và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thúy Anh, năm nay em 27 tuổi. Em hiện đang là nhân viên ngân hàng và em sinh sống và làm việc tại thành phố biển Vũng Tàu ạ. Mở Vũng Tàu luôn. À, hôm nay lên đây mình tham gia chương trình thôi. Dạ. Chà, cặp này hẹn hò là phải đi 2 tiếng ha. Thôi cũng nhanh. Thua gì, mình chia sẻ chút xíu về tính tình của mình đi ha. Em thì em thích thể thao. Thích thể thao. Vâng. Hát không hay cũng hay hát. Hay hát. Làm một đoạn nào đó hay hát cho nó vui nào. Đi hát một đoạn đấy. Rồi 2, 3, bắt đầu. Đi qua thêm một ngày
mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Đó là sở thích của bạn đúng không? Dạ. Rồi, cái gì mà mình không thích? Em cũng nhiều nhược điểm lắm. Lớn nhất là em sợ ma. Hả? Sợ ma, sợ bóng tối. Sợ ma hả? Con trai mà sợ ma. Sợ dữ lắm hả em? Có thấy con ma bao giờ chưa? Dạ chưa. Không thấy sao sợ nó? Tưởng tượng đó. Có bị ma nhát chưa? Tưởng tượng con ma nó ra làm sao? Thấy nó đáng sợ. Nó đáng sợ nhưng mà phải tưởng tượng nó làm sao mới sợ chứ. Thấy nó kinh khủng. Kinh khủng. Nói chung là nó đánh vào tâm lý. Mà thấy nó chưa? Dạ chưa. Rồi đang đi chơi với bạn gái rồi cái vô chỗ nào tối cái gì ai hù cái là chạy bỏ bạn gái lại luôn hả? À có một cái câu chuyện nó như thế này ạ. Khó chuyện luôn. Cách đây hơn một năm thì em có tìm hiểu của bạn nữ. Đầu tiên đi chơi thì em đón bạn lúc 7 giờ. Lúc về thì lúc đó hơn 9 giờ. Mà đường lúc đấy nó cũng đông. Và thế là cũng thấy bình thường. Nhưng mà lại đi qua ba cái nghĩa trang. Xong là lần thứ hai thì hôm đấy trời nó mưa phùn. Đón bạn đi chơi thì lúc đấy hơn 8 giờ. Lúc về thì cũng gần 11 giờ. Xong về thì lúc ấy vắng xe. Mỗi mình đi sợ. Thế xong là về lần sau là chỉ nhắn tin rồi thôi không nói chuyện nữa. Ủa là chia tay luôn hả em? Dạ lúc đấy là chưa quen đang tìm hiểu. Là bỏ luôn, là lơ luôn. Không không lơ, nhắn tin từ từ không nói chuyện nữa. À, thì đó là lơ rồi cái gì nữa. Trời ơi, vậy là lý do ế của bạn là sợ ma đúng không? Nó cũng nhiều nữa. Em hay thức khuya. Chết rồi, mai mốt đi xuống Vũng Tàu đi ban đêm về cũng xa lắm á. Đi đêm nó mới mát chị ạ. Đường cũng vắng lắm à. Em đi đêm thì lúc ấy nhiều xe ạ, đường quốc lộ chắc là cũng đông ạ. Em gái, anh hỏi thiệt em là dạ. Em có sợ ma không? Dạ có. Ủa luôn sợ luôn hả? Bây giờ bạn gái bên kia có ưu điểm, nhược điểm gì? Đây, hồi nãy giờ bên kia hát rồi phải không? Ừ. Dạ tới phiên em. Dạ thì em cũng... có một chút năng khiếu là về âm nhạc nên là hôm nay xin đàn hát em biểu diễn đàn ukulele bài My Everything. Em đã hát về người yêu dấu ơi có nghe chẳng người yêu thân quen còn yên trên bài hát. Sao nói anh nghe về đại dương xanh. Thôi sao anh nghe bản tin tình ta em với anh. Thôi sao nắm tay nhau đi chung trên đường còn phố quen. Yeah 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 la 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 la. À sao sorry chị. Em hơi bị la 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 la. Rồi bây giờ em nói về ưu điểm khuyết điểm của em đi. Ưu điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em thì em cũng thích nấu ăn, em thích đi du lịch. Và em là một người cũng khá là thẳng tính, sống quan tâm đến mọi người. Dạ, còn khuyết điểm của em á, thì có thể em giống bạn Nam bên này là em hơi sợ ma chút xíu. Hay giận dỗi á, nhưng mà bạn Nam mà chỉ cần là biết nói nhiều câu gì đó vui vui là em cũng hết luôn à. Thật xấu gì nữa không? Thì em cũng lâu lâu thì em cũng thức khuya. Thức khuya để làm gì? Dạ thức khuya thì thứ nhất là mình sẽ coi lại những cái gì mà mình thích và mình học tập thêm đó chị. Hiểu rồi. Em gái bên đó đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trước đây em có 2 mối tình rồi anh Linh ạ. 2 mối tình? Dạ. Mối tình sau cùng của em thì em cũng chia tay cách đây 2 năm rồi. Lý do thì tại vì lúc đó em với bạn Nam thì cũng đang còn trẻ nên nhiều khi mình chưa có kiểu đồng cảm và mình biết chia sẻ cho nhau. Em nghĩ là những cuộc tình về sau thì em sẽ rút kinh nghiệm hơn. Những cuộc tình về sau? Dạ. Trời ơi, em muốn mấy cuộc tình nữa? Dạ em thì em chỉ thấy càng ít càng tốt chứ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì nhiều hơn của bạn. Em trải qua 3 mối tình. Gần đây nhất là cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Có một cái điểm giống nhau của 3 mối tình là đều yêu xa. Nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu xa chưa? Em cũng rất chăm đi Vũng Tàu. À vậy thì chưa không xa đúng không? Vâng. Nếu tình yêu ta đủ lớn, chúng ta sẽ đi đến tất cả mọi nơi vì người mình yêu. Dạ. Hả? Rồi. Dạ. Bây giờ hai bạn muốn tìm một cái mẫu người lý tưởng của mình là như thế nào, bạn nữ? Trước tiên là bạn phải tự lập, mạnh mẽ và phải có chính kiến riêng của mình. Dạ. Còn về ngoại hình á, thì bạn đó nhìn được được chứ là được ạ. Quá được. Dạ. Được được là sao? Nhìn như anh Quỳnh Linh là quá được rồi ạ. À. Như anh Quỳnh Linh là hơi hiếm đó nha. Bạn bên đây đẹp trai hơn anh. Rồi, cái điểm nào mà em không thích ở người bạn trai?
bạn đó gia trưởng nhiều khi kiểm soát. Thực ra thì yêu nhau thì mình nên biết những cái thông tin về nhau, nhưng mà mình đừng có kiểm soát yêu nhau quá. Tin tưởng thôi, không cần phải kiểm soát. Đúng rồi chị. Đừng có đứng núi này bạn trong núi nọ. Thì cái điểm đó là em cực kỳ là không thích ạ. Bạn trai thì sao? Mình có đứng núi này trong núi nọ không? Được cả, em rất chung thủy chị. Rất chung thủy. Mình có phải là người gia trưởng không bạn, hay kiểm soát bạn gái? Em nghĩ em là một người rất dễ tính ạ. Còn gia trưởng thì em nghĩ là tất cả đàn ông đều có một chút gì đó gia trưởng. Nhưng mà người ta thì phải sống luôn nghĩ cho nhau. Em nghĩ như... Mẫu bạn gái của em là người như thế nào? Em thích mỗi người con gái ít nhất là bằng tuổi em, hoặc là hơn tuổi em. Hả? Ít nhất là bằng tuổi hoặc hơn tuổi em. Ủa sao ngộ vậy? Mà từ trước đến giờ em yêu toàn người hơn tuổi không? Lớn hơn bao nhiêu là như 1 đến 2 tuổi. Ngoài cái tuổi còn gì, tiêu chuẩn gì nữa không em? Em thích con gái đeo kính, để tóc dài, má lúm. Đeo kính là kính cận hay kính mát? Đeo kính cận. Rồi gì nữa? Cao thấp thì không quan trọng, cao tầm trên 1m50. Rồi không cao hơn em là được. Vậy mà là không quan trọng. Không quan trọng là cao nhiêu cũng được, cao hơn em cũng được. Gái mà cao bằng em cũng mệt lắm á. Rồi còn gì nữa không em? Em thích con gái nữ tính á. Không có con gái đàn ông. Sợ con gái đánh đá không? Hello trai. Trời, em chào chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m72. Tự nhiên khoái người lớn tuổi hơn. Đấy là mục đích sống. Mục đích sống luôn hả? Thì đương nhiên mình sống có mục đích này chị. Nó là quy tắc. Quy tắc luôn hả? Nó giống như vậy. Thế như là thợ ma thôi đúng không? Đúng rồi. Mọi người chưa bao giờ thấy. Tối nay coi chừng thấy đó. Nó nghe nè, muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn ạ. Bao nhiêu lâu nữa đám cưới? Em nghĩ là năm sau ạ. Năm sau có chuẩn bị gì chưa? Cũng sẵn sàng rồi ạ. Được mà. Được không chị? Được em. Để anh Quang coi mắt đàn gái sao. Ôm chút. Em phải nuôi nha, cho mập chút nha. Vũng Tàu hả? Dạ. Ủa rồi giờ thí dụ giờ em quen anh thành phố rồi, cái chuyện đón đưa em có ngại gì không? Nếu như mà quen anh đó thì chắc em nghĩ là sẽ sắp xếp thời gian. Anh xuống lắm á. Nhờ ảnh ít xuống nữa thì mình có thể nhắn tin qua phương tiện giờ hiện đại mà anh. Em không thích đàn ông những điểm gì? Nhậu thích không? Biết nhậu thì được, nhưng mà đừng nhậu nhiều thôi. Hút thuốc. Hút thuốc được luôn, nhưng được mà gì? Nhưng mà đừng có hút trước mặt em. Dạ. Sợ ma cũng không được sợ trước mặt em. Dạ, sợ mà kiềm chế thì càng sợ thêm, nhưng mà em cứ thoải mái ha. Thoải mái thôi. Dạ. Rồi được rồi. Dễ thương. Em gái đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với lại dì Út của em ạ. Dì Út hả? Dạ. Rồi cho gặp dì Út, chào dì. Em kính chào ông Mai bà mối Thuyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Thì bạn rất là trẻ trung và đẹp trai, nhưng mà bạn cũng rất là có ý chí và thấy rất là người lớn, chững chạc. Và nhất là bạn có một giọng nói rất là mát, thì dì thấy với khuôn mặt hình dáng thì có vẻ là rất là hợp với bạn gái. Cảm ơn dì Út. Ngắn gọn là đầy đủ sức rất cao. Đi với ai? Vậy em đi với bạn em ạ. Bạn? Vâng, bạn thân. Thân không? Thân ạ. Thân ngày nay lo. Bạn thân này được nè. Con xin chào chú Huyền Linh và cô Cát Tường. Chào con. Nhìn chị bên này rất dễ thương. Nhậu á thì anh con không có, không biết nhậu. Hiếm lắm mới thấy anh được một lần thôi mà một ly là xỉn rồi. Dạ. Nói chung là anh con tuyệt. Anh con tuyệt. Rồi, cảm ơn con nha. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai người gặp mặt nha. Kéo màn. Dạ em cảm ơn anh. Thì em muốn tặng anh một cuốn sách nói về những điều kỳ diệu của cuộc sống. Thì em thấy là mình đến trong buổi hẹn hò hôm nay thì cũng là một điều kỳ diệu rồi. Anh quan niệm thế nào về tình yêu ạ? Theo anh nghĩ thì cái quan trọng nhất của tình yêu là niềm tin. Thứ hai là biết suy nghĩ cho nhau. Dạ. Anh có mong muốn gì về tính cách của người bạn gái của anh không? Anh rất thích con gái nữ tính. Quan trọng là biết lo lắng cho gia đình, có thể là chăm sóc chồng con. Anh biết là em không thích con trai gia trưởng, nhưng mà theo suy nghĩ của anh thì mọi người đàn ông đều có tính gia trưởng. Dạ. Mà quan trọng là người ta thể hiện nó đến đâu thôi. Dạ. Em đi lấy chồng mà nhà chồng muốn em đến làm dâu. Dạ. Em nghĩ thế nào? Em nghĩ thì chuyện làm dâu thời nay nó cũng bình thường thôi anh. Nếu như mình thương gia đình chồng thì chắc chắn là bố mẹ chồng hoặc là chồng mình sẽ thương mình. Em cảm nhận về người con gái đối diện như thế nào? Bạn ý thì em thấy có dịu dàng, nhưng mà em nghĩ là bạn nào rất là mạnh mẽ đấy. Về suy nghĩ của bạn ý cũng khá chín chắn rồi. Dạ. Em thích vậy mà. Vâng đúng, em thích như vậy. Một người phụ nữ mà chín chắn mà mạnh mẽ thì em nghĩ là người ta sẽ quán xuyến được gia đình.
Thế anh có sợ em về anh hiếp anh không? À, không, anh là đàn ông mà. À, anh không sợ những cái đó. Dạ. Cái ngò đó nó hơi xa đó, tính xa hơn. Anh Linh cứ lo gì xa đó. Anh lo lắm nè. Một tuần có thể xuống đó một đến hai lần. Có thể từng lần là được rồi. Thì anh sợ ma nhiều hơn là khoảng cách. Thì em nghĩ anh cứ đến buổi sáng thôi. Thì tối anh sẽ về trước 5 giờ. Là thì không gặp ai vậy đâu ạ. Dạ. 5 giờ về tới giữa đường cũng tối rồi. Nếu mà anh sợ thì em sẽ cử một vệ sĩ to cao đẹp trai cho anh. Đảm bảo là anh không sợ. Không, anh có vệ sĩ rất là lớn rồi. À, mỗi lần như số gia đình mà đi ba người em tiếp nổi không? Dạ được chị. Hãy nhìn thẳng vào nhau cảm nhận. Chúng ta có 30 giây để cảm nhận tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Xem chúng ta có cho nhau cơ hội không? Chúng ta có cùng chung nhịp đập hay không? Và đây có tương lai làm nửa trái tim của mình hay không? Nào, 30 giây bắt đầu dành cho các bạn. Em quyết định xong rồi. Bạn gái có muốn nói gì không? Chắc là để em sẽ trả lời qua nút bấm ạ. Tốt. Đưa tay vào đây. Chàng trai, cô gái cũng rất là thông minh, rất là nhanh, rất là năng động. Các bạn đủ để hiểu được chúng ta nên bấm nút hay không bấm nút. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Tốt. Nào. Rất nhanh nhẹn và quyết đoán, không cần phải nói nhiều. Đúng vậy. Nào, nắm tay nhau các bạn. Tay nhau đi hai bạn. Những cô gái, những chàng trai rất là hiện đại. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là phần quà của Kumagon. Hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của Áo Cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây là những vé xem phim của hệ thống cùng rạp 212 Cinebox Lý Kiến Thắng. Các bạn có thể xem phim và tìm hiểu nhau với một không gian rất lãng mạn. Gửi tặng các bạn. Hãy nắm chặt tay nhau nào. Cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình rất là nhiều. Ở dưới nó thiếu nại kìa, hôn đi kìa. Hãy hôn nhau. Hôn đi, hôn má. Hôn má. Hôn má. Hôn má. Hôn má một cái. Hôn nhau. Nào, hôn má. Gọi em là đầu bếp béo dễ thương á. Cao em á, mét 7 tính luôn ngón á. Bây giờ cạo râu đốn vô thừa nè, chịu không? Dạ được. Đó, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả xem đang xem đài. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Huệ, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh và năm nay em 27 tuổi. Rồi bây giờ mời bạn nam của chúng ta bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Vụ gì vậy? Hay rồi nha. Em tên là Quỳnh Ngọc Di, hiện em là đầu bếp. Em 26 tuổi. Làm được bao nhiêu năm đầu bếp rồi? Dạ được 7 năm. Wow, bạn nấu món gì ngon nhất vậy? Món gì liên quan tới món nước là em là chùm. Đặc biệt như là mấy món lẩu. Thích ăn lẩu không? Dạ thích chị. Rồi bạn thì sở trường của bạn là gì? Dạ ưu điểm em thì chỉ có vui tính hòa đồng. Nhưng mà khuyết điểm em thì hơi bị nhiều. Thì chẳng hạn như là không biết nấu ăn. Vô tâm hay quên đó chị. Không biết nấu ăn không sao. Đây đầu dạ. Bếp rồi, người ta nấu mình ăn. Dạ. Sao hay quên bạn? Nhiều khi là em quên, thí dụ ngày sinh, ngày kỷ niệm. Rồi nói chung là những cái ngày mà quan trọng á. Còn nhớ bạn trai không? Dạ nhớ cái mặt thì nhớ chị. Vậy được rồi, chứ để quên luôn bạn trai cũng khổ lắm mà. Người ta nói nấu nướng, bếp núc là phụ nữ. Nhưng lý do tại sao mình đam mê mình đi làm đầu bếp? Dạ nói chung là tại vì hồi lúc trước em có đi bộ đội á, thì em làm nuôi quân. Ừ, anh nuôi đó ha. Dạ. Rồi khi mà em đi bộ đội về thì em có coi những cái chương trình trên truyền hình đồ, thì em thấy người ta sóc lửa đồ phật. Em cũng muốn là mình phải làm được giống người ta, vậy nên em về em quyết tâm là em đi học làm đầu bếp. Thì em vô em gặp ngay cô Diệu Thảo luôn, là người thầy đầu tiên của em. Ừ, thành ra là bây giờ là giỏi rồi ha. Cô Diệu Thảo là rất là giỏi. Dạ. Đó thì chương trình vô đầu bếp vừa rồi em có thi, nhưng mà là em vô được tập 1 với tập 2 vì em bận việc nên em. À, tại bận việc chứ không kéo tới tập cuối rồi. Đầu bếp là người nào cũng còn tròn vậy đó hả? Dạ. Tại ai cũng gọi em là đầu bếp béo dễ thương hết anh. Nhưng mà bây giờ bạn nữ mình dạ. Không biết nấu ăn thì em có ngại không? Dạ không.
em quen một người phụ nữ, em sẽ không cho vợ em hay người yêu em vào bếp, vì cái nghề bếp là nó rất là cực. Người ta nói là tình yêu bắt nguồn từ cái dạ dày. Dạ. Tình yêu bắt nguồn từ cái bếp, tình yêu bắt nguồn từ những cái món ăn ngon. Bạn thấy đúng không? Dạ đúng. Đúng vậy chứ làm ăn ngon thì không lẽ không có người nào thương chứ. Thì người ta nói là người ta thấy mình quá giỏi. Với lại em ở nhà thì em nhận nấu tiệc, thứ bảy với chủ nhật là đa số là em có tiệc. Còn bạn gái thì là cuối tuần thì lại được nghỉ, nên không có thể nào quan tâm, nên ít ai chịu quen em. Người ta bỏ em. Dạ. Với em làm công tác xã hội thường là ngày thứ bảy với chủ nhật. Ủa mấy cái đó người ta thương thêm chứ có gì đâu. Có nhiều bạn nói là anh chưa có gì hết trong tay hết, nhưng mà anh lo cho người khác nhiều quá, em không thích. Đến với chương trình là em mong sao có một người hiểu những cái công việc em đang làm. À. Nãy giờ nghe tâm sự của bạn Nam thì Huệ thấy như thế nào? Dạ em thấy thích chị. Thích? Dạ, nếu thì có gì đi chung thì cũng coi như là cũng có thời gian bên nhau rồi. Ừ. Mẫu người bạn trai lý tưởng của bạn là như thế nào? Anh ấy phải chững chạc, có lập trường, sự nghiệp ổn định và không có gia trưởng chị. Điều gì bạn không thích ở một người đàn ông? Tính toán chi ly quá chị, khó chịu rồi hay cằn nhằn này nọ. Nhưng lại đừng có nói ít quá, em thì em là thích nói nhiều chút xíu, để có khi có em mà mệt mệt thì em nghe người ta nói cũng đỡ chị. Vậy hả? Dạ. Ngu em cũng lạ quá ha. Mà nhưng mà bạn trai nhỏ hơn em tuổi em có ngại không? Tại vì tính của em là cũng là rất là trẻ con, em cũng không có phiền hà gì. Cái này chắc cao hơn em á, mét bảy tính luôn ngón á. Mình thích bạn trai ngoại hình như thế nào? Hơi tròn người một tí chị. Hơi tròn một tí. Dạ. Ôm cho xuống chị. Ôm cao thấp mập lùn gì không? Cao hơn em là được rồi. Em cao bao nhiêu? Dạ 5m52. Rồi cao hơn con chắc luôn. Yên tâm. Wow. Chị đừng làm em mất cỡ gì. Hấp bụng vô chút coi. Dạ em gán hấp lắm rồi chị. Tại bụng em nó vậy, bởi vì bị chê hoài chị ơi. Nó đầu bếp nó nếm hoài nó vậy đó mà. Ông đầu bếp thật sự nhiều khi không cần ăn luôn, hửi mùi đồ ăn riết cũng mập nữa. Đúng rồi. Nhưng mà mặt rất là dễ thương. Ai cũng nói mặt em Barbie. Barbie hả? Thích người bạn gái thì sao? Em rất là dễ tính chị, miễn là bạn đó biết quan tâm em rồi chia sẻ những công việc của em rồi, thì nói chung là em rất là dễ. Chung thủy không? Dạ chung thủy chị. Tại vì em cũng có yêu một người thì em chờ nó được 3 năm và người đó mới lấy chồng. Chia buồn với em. Dạ. Thôi anh sẽ qua xem cô kia thế nào. Chào bạn. Dạ chào anh. Rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn. Đầu bếp nấu ăn ngon lắm. Dạ. Chỉ cần đi chơi ảnh thì chắc qua nhà ảnh cũng được rồi, anh khỏi cần đi đâu cũng được. Đúng rồi, khỏi đâu cũng được chân á. Dạ. Tết năm vừa rồi có đi chơi người yêu không? Dạ năm ngoái ế. Năm nay muốn đi chơi người yêu không? Dạ để xem tình hình đó anh. Đi chơi người yêu lì xì đã lắm. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ không? Dạ có em trai và em dâu chị. Rồi chào em. Chị của em thấy họ rất là dễ thương, chỉ hay quên thôi nhưng mà chị rất là dễ cảm thông và chia sẻ. Anh nghĩ gì về chị của em? Anh cũng thấy chị của em là vui tính, thẳng thắn. Anh rất là thích cái tính và cái mẫu người như vậy. Có đi với ai không? Dạ em đi với ông anh. Duy thì luôn luôn là người yêu trẻ em và thích làm công tác từ thiện. Và thứ bảy chủ nhật thì luôn luôn đi ngoài đường phát những phần cơm nhỏ cho những người neo đơn nghèo, nên là ít có người muốn yêu anh. Bạn thấy bạn gái thì sao? Được, hợp lý. Hợp lý. Yeah. Hợp lý với anh ấy ha. Thôi, mình sẵn sàng ha. Chúng bây ta gặp mặt nhau. Mình nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận và đi đến quyết định bấm nút hẹn hò hay là không hẹn hò. Yeah. Kéo màn lên. Hai phút bắt đầu. Xin chào anh. Chào anh. Dạ. Nghe nói thì thứ bảy chủ nhật bạn thường hay đi từ thiện, thì không biết là cái đó là cái tần suất của bạn đi là như thế nào ạ? Là mỗi mỗi tháng là mình đi 2 tuần ngày chủ nhật là nấu tại nhà luôn. Dạ em định chút nữa bạn nha. Nếu như mà tiến tới hôn nhân tới một người thì bạn dự định sinh bao nhiêu con? Mình thích là có trai có gái. Rủi không được thì sao? Hai trai hoặc hai gái luôn thì sao? Ông trời ông thương sao ông cho vậy thì chịu thôi. Tại vì đối với em á, con nào cũng là con à. Thì tính của Huệ là rất là hay quên, mau quên và vô tâm nữa.
thì không biết hồi nãy nghe có Duy tâm sự là thích bạn gái mình quan tâm, thì nếu như sau này á thì vợ sẽ có một số trường hợp là sẽ quên, thì không biết Duy nghĩ sao? Cái nào quên được cứ quên, nhưng mà cái nào nhớ thì ráng cố gắng nhớ chứ đừng quên luôn. Nhưng mà nếu như quên thì có nhắc không? Có giận dỗi hay là cái gì không? Không, Duy á thì Duy rất là dễ tính. Nhiều lúc á cũng hơi cọc tính chút, nhưng mà khi mà cọc tính rồi thì thấy người đối diện cọc tính lại thì hạ xuống liền và đi chỗ khác. Trong vòng 1 phút 30 giây là hết giận liền. Rồi cái rau của bạn để như vậy? Tôi tính nói, tôi tính nhắc luôn á trời ơi. Tại vì mình tham gia rất là nhiều cuộc thi về bếp, nên mình muốn để cái rau cho nó có một cái gì gọi là phong cách. Nhưng mà mình thấy cái phong cách này sẽ bị người ta soi mói. Thì đúng rồi, rất là nhiều bạn nói anh để rau vô duyên quá à. Thôi em không quen anh đâu, đi ra đường với anh ngại chết luôn. Đó là một cái bị ế. Tóm lại giờ cạo rau đốn vô thừa nè, chịu không? Dạ được. Đó, vậy đi. Cạo đầu luôn được không? Dạ, cái này em cũng có hứa là khi nào mà em mở một cái quán ăn đó thì em sẽ cạo. Trời đất ơi. Bây giờ mở cái nón lên cho ta coi có tóc không? Dạ có chị, tóc được. Em nhiều, đẹp trai, ấn độ. Tết nay bạn có định đi đâu không? Mỗi năm đều rảnh rỗi. Ờ, Tết này Duy cũng muốn có một ai đó đón giao thừa chung với mình. Cùng xem bắn pháo hoa chứ nhiều năm rồi coi bắn con mình. Rất là dễ thương. À, chuẩn bị đón giao thừa thì em cũng có chuẩn bị một món ăn với một bó hoa. Thì bó hoa này anh gửi tặng em trước. Dạ cảm ơn ạ. Còn cái món ăn này thì em gửi anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Thì cái món này á là cái món chả long phụng. Thì người ta nói là long phụng thì sum vầy. Rồi cảm ơn, long phụng sum vầy rất là đẹp mắt. Rồi bây giờ chuẩn bị quyết định và bấm nút nha. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hay không hẹn hò. 1 2